Em xin chào cả nhà. Và hôm nay em có mặt ở tại gara Công Trung. Hôm nay là thứ năm của ngày 14 tháng 6 năm 2023. Em tiếp tục em review chiếc xe Belarus Turbo 1025. Xe 4 máy, 2 cầu. Có mọt, mọt đồng tốc. Hiện tại hôm nay nó bị cái tắc kê. Thì lên thay tắc kê. Ngoài ra không có gì. Vỏ là vỏ Otoni là của Thái S30. Vỏ trước thông số là 13PR100020. Vỏ trước bán giá 185 triệu. Anh em nào thích thì đem ngay cho Lê Tuấn 0394 36198. Lê Tuấn sẽ đưa đến. Và hôm nay thì xe nằm ở gara này là Lê Tuấn gặp luôn, là Lê Tuấn coi luôn. Là chiếc xe này Lê Tuấn đã lên mấy video rồi. Đấy, 185 triệu. Thứ hai nữa là hôm nay là cái xe này chỉ thay tắc kê thôi nha. Có một cái ấu tắc kê thôi. Ngoài ra không có gì. Đấy, mong anh em thông cảm. 185 triệu, mọc đồng tốc, mọc 4,5 m. Mọc 4,5 m, cao 2 m, rộng 23. Đấy. Cầu là 8 tấn. Đấy, cầu 8 tấn. Cầu Hino 8 tấn. Đấy, máy làm máy rồi. Máy này làm rồi nha. Máy này làm. Rồi. Anh em quan sát cho kỹ lưỡng và chúng ta mình rồi Lê Tuấn phải về bên kia một tí là chuyện rồi. Hôm nay em cầu thước quý vị, xe có giấy tờ đàng hoàng nha, xe giấy tờ đầy đủ, giấy tờ mọc và giấy tờ hai cầu. Rồi nằm bên chiếc xe Belarus này là một chiếc xe 4,6 m, xe này kêu 225 triệu. Đấy, hôm nay đến đây thay nhớt và cũng thay vỏ. 225 triệu, 4,6 m, giấy tờ đầy đủ, đời T4 cái này. Còn cái này là Belarus có cabin đầy đủ. Đây. Có cabin. Đây. Turbo. Xe này đã ở đây đồng tốc. Chỉ cần một ấy thôi, không tháo ra rồi. Đây, xe mới mọc đâu. Đây. Mọc chữ A là tuyệt vời luôn. Đây. Thật cứng luôn nhé. Rồi. Rồi có một cặp kiếm luôn. Đây. Có một đại ca nằm đây luôn, đại ca này lên. Ui, ngủ say thế. Rồi. Có cặp kim đầy đủ đồng tốc, đồng tốc đồng tác hết. Một khi nổ 8 tấn. Rộng 2,3 m, dài 4,5 m, dài 4,5 m, cao 2 m, rộng 2,3 m, 185 triệu. Đó, đang điện rồi. Ai có nhu cầu điện ngay cho Lê Tuấn 0394 36198. Lê Tuấn nữa là người tiếp nối cho anh em.
Còn đây, hôm nay là xe này thay hai cái ắc. Tắc kê. Đây, ok này, thay hai con này. Đấy. Còn ngoài ra không vấn đề gì. Xe vẫn bình thường, hoạt động. Rồi. Cuối cùng Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn cả nhà. Xin chúc cả nhà chúng ta một buổi thứ năm và làm vui vẻ, hạnh phúc, làm ăn kèm nhiều may mắn. Hẹn lại video sau nha. Xin chân thành cảm ơn.